Ở trong trận đấu ngày hôm nay, ở trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay, đánh đầu. Đó là bàn thắng của đội trưởng Minh Nguyệt. Trong những tích tắc cuối cùng, trong cơ hội cuối cùng ở 30 phút đầu tiên, thì sự khác biệt và đẳng cấp đã gọi tên đội trưởng của bên phía bên Khang Cát. Cú lắc đầu không thể cản phá. Đó là sự khác biệt đến từ quả bóng vàng nữ Việt Nam thôi. Bóng hướng thẳng tới khung thành của bên phía UPS 1 rất nguy hiểm. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho PKK ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống dứt điểm từ phần sân nhà cực kỳ ấn tượng của PKK. Và dường như không có bất kỳ cơ hội nào để UPS 1 có thể tạo ra một tình huống cản phá với thủ thành Mỹ Hòa. Cơ hội tấn công dành cho Phạm Thị Hằng và các đồng đội. Đánh đầu! 3-0 dành cho bên Khang Cát. Rất trong vánh ngay từ đầu hiệp 2 mà thôi, thì bên Khang Cát đã có cho mình hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút. Một tình huống đánh đầu chuẩn xác. Không có bất kỳ cơ hội nào dành cho Mỹ Hòa trong tình huống vừa rồi. Cơ hội dành cho bên Khang Cát rất nguy hiểm và đã có bàn thắng thứ tư dành cho bên Khang Cát. Nỗ lực căng ngang là của số 10 Huyền Trang. Bóng cầu thẳng vào phía trong, đánh đầu. Bàn thắng thứ 5 dành cho bên Khang Cát. Thêm một pha bóng bổng đã được bên Khang Cát tận dụng ở trận đấu ngày hôm nay. Người ghi bàn đó là Hoàng Ngân. Cùng xem lại tình huống làm bàn của Hoàng Ngân sau đường chuyền tốt từ vị trí của Thùy Dung. Tình huống chiếm lĩnh không gian rất tốt của Hoàng Ngân và cú bật nhảy của cô đã vượt qua tầm với. Đánh đầu, quanh đầu của Đào Thị Miền, 1-0 cho Quê Luông. Là đẳng cấp của quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2006. Lại là tình huống dây Đào Thị Miền chọn vị trí vô cùng đắc địa. Cú đỉnh nhôm, cú đá 2-0 cho Que Lua. Góc đá không khác gì penalty của Vũ Đình Nhung ta đã đề cập. Góc sút tương tự này thì số 21 của đội bóng Que Lua cũng đã có bàn thắng ở trận đấu với các cầu thủ UPS 1. Chuyển lại bị bắt vào Nguyễn Thị Muôn. Nguyễn Thị Muôn thả bóng xuống, Khánh Ly 3-0 cho các cầu thủ Que Lua. Sai lầm của các cầu thủ Cú Lady ngay lập tức bị trả giá. Đường chuyền của Thành Phượng quá dễ đoán trước một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Thị. Điều chỉnh nhanh rất tốt, Nguyễn Thị Huế đối mặt. Quá hay. Huống xử lý xuất sắc của Nguyễn Thị Huế. Khi mà nòng đã thông từ trận đấu với cầu thủ Đại Nam thì tiền đạo vào số 93 tiếp tục có bàn thắng, pha xử lý quá đặc cấp. Nguyễn Thị Huế sự quen thuộc, được thả bóng rất đơn giản. Bài phối hợp cơ bản của cặp thủ Quê Lụa và Nguyễn Thị Muôn tiếp tục có bàn thắng tại giải đấu năm nay. Chỉ giữ duy nhất vị trí của Đào Thị Miện trên sân thôi. Nhưng đó Nguyễn Thị Diệp trước đó cũng đã vào sân. Cơ hội nguy hiểm. Và như vậy đã có bàn thắng phản lý nhà. Trong nỗ lực phá bóng thì Nguyễn Thị Thủy đã tạo ra quỹ đạo không thể cản phá với thủ môn Đê La Huỳnh. Trước pha tạt bóng khó chịu của Nguyễn Thị Hương quá khó đỡ,